Ra mắt nhà chồng mà làm mâm cơm này, 10 nhà thì 11 nhà duyệt nha. Các bác có công nhận với tôi về ra mắt nhà chồng rén nhất là khoản vào bếp không? Bếp núc thì đã không quen, cộng với bác nào mà không có tay nghề nấu nướng, gặp mẹ chồng khó tính nữa thì lại càng rén. Nên là nhất định các bác phải có vài món tủ để không ai làm khó được mình nhá. Video này các bác mà ưng thì tôi sẽ làm một series cơm nhà cho các bác tham khảo. Nhưng mà bác nào mà ưng thì cứ nói là ưng giúp tôi, chứ không nói gì là tôi không biết các bác có thích hay không mà làm đâu này. Món đầu tiên tôi làm là món bò cuộn lá lốt. Món này tôi làm kiểu biến thể của chả lá lốt ấy. Mình sẽ dùng một nửa thịt bò và một nửa thịt nạc vai heo để làm nha. Các bác có thể mua về rồi xay như tôi, hoặc là mua rồi nhờ người ta xay cho cũng được. Gia vị ướp thì có một thìa cà phê muối, một thìa cà phê mì chính, tiêu và một thìa dầu hào thôi, chứ không có gì cầu kỳ cả đâu. Bí kíp để cho món bò cuộn lá lốt thơm ngon mà không bị khô thì các bác thái vào thịt cho tôi một ít lá lốt rồi băm nhỏ. Lá lốt mua về lá lành mình để gói, lá rách và nhỏ mình thái cho vào nhân luôn. Trộn đều lá lốt và thịt lên. Bác nào mà có thời gian thì ướp cho tôi khoảng 15-20 phút. Chả có thời gian như tôi thì mình gói luôn vẫn cứ là ok la nha. Cách gói chả có gì khó đâu, chỉ có điều xấu đẹp phải tùy vào tay mỗi người. Nhà có khách hoặc là có gì đó cần bày đẹp thì các bác cứ gói như tôi, còn không thì cứ cho thịt vào lá rồi cuộn lại thôi, chả cần gập lá đâu cho nó nhanh. Món này các bác có thể chiên với dầu hoặc là nướng như tôi. Chiên thì sẽ ngon hơn đấy, nhưng mà cũng nhiều dầu mỡ nên là món này tôi sẽ xiên và nướng thôi. Để cho chả không bị khô thì tôi quét lên mặt chả một lớp dầu mỏng rồi nướng 180 độ 20 phút là xong. À, tôi nướng bằng lò nướng hai lửa. Bác nào mà nướng bằng nồi chiên không dầu thì mình nướng 180 độ 20 phút rồi lật mặt lại nướng thêm 10 phút nữa nha. Món tiếp theo là món già trẻ lớn bé gì đó đều thích. Về ra mắt mẹ chồng thì làm sao mà thiếu sườn xào chua ngọt được. Cứ gọi là xịn hết đẹp đẹp luôn. Sườn luộc sơ rồi mình chiên vàng lên thôi. Bác nào chiên sườn mà dầu bán ra cả một bếp thì các bác cho ngay vào chảo dầu cho tôi một thìa bột mì, bột năng hay là bột gì được là hết bán luôn. Nhỡ mà cho sườn vào rồi mình nhớ ra thì các bác cũng cứ cho vào vẫn tác dụng như bình thường nha. Sườn chiên vàng rồi thì các bác cho ra bát, rồi mình cất bớt dầu đi để lại trong chảo một ít dầu thôi. Dầu này các bác có thể dùng xào nấu bình thường, đừng có bỏ đi mà phí. Phần gia vị tôi dùng cho một cân sườn nha. Tôi có 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh giấm, 1 thìa canh đường, khoảng 100ml nước lọc. Còn tương ớt thì các bác có thể cho vào tùy thích. Mình phi vàng tỏi ớt với một chút dầu lên rồi các bác đổ sườn và sốt vào. Đun cho đến khi sốt cạn, nhìn trượt trượt lại là được. Sườn xào chua ngọt thì có nhiều cách nấu lắm, mỗi người một cách. Các bác thử công thức này của tôi đi xem có hợp khẩu vị không, chứ tôi là tôi thấy ngon lắm. Sau hai món mặn rồi, giờ đến món canh này. Hôm nay tôi nấu canh chua giá đỗ thôi. Hai món thịt rồi nên là canh chỉ có cà chua, dứa và giá, chứ tôi không cho thịt hay là tôm nữa. Bữa ăn nhiều thịt rồi nên là canh mình nấu chay ăn cho nó thanh. Cách nấu thì đơn giản thôi, mình xào cà chua và dứa lên để chút gia vị, rồi cho nước vào, đun cho dứa ra vị chua ngọt. Tôi mua dứa xanh đủ chua rồi nên là không cần thêm chất tạo chua nữa. Bác nào mà thấy canh chưa đủ chua thì có thể thêm me hoặc sấu đều được nha. Canh sôi rồi mình cho giá vào đun sôi và thêm rau mùi nữa là xong rồi. Giờ mình bày thức ăn ra từng đĩa này. Bò cuộn lá lốt ăn thì rất là ngon đấy, nhưng mà dù chiên hay nướng thì phần lá nó đều sùn sùn lại nên là nhìn không được đẹp mắt lắm. Ngoài canh chua tôi còn chuẩn bị thêm một đĩa rau luộc nữa. Đĩa rau gồm đậu bắp và cà rốt thôi. Mâm cơm gồm hai rau hai mặn là vừa đẹp rồi các bác nhờ. Các bác chuẩn bị về nhà chồng thì lưu ngay mâm cơm này của tôi vào, có gì còn chiến đấu nhá.